Bây giờ ta sẽ sang cái bài số 2, yêu cầu cao hơn một chút. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe iương, cho biết khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, màn đặt cách hai khe là 2 m. D bằng 2 m. Ý A, nếu chúng ta chiếu cái ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,48 micromet thì yêu cầu là tìm khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp và khoảng cách từ vân sáng trung tâm O đến vân sáng bậc 4. Lambda 1 bằng 0,48 micromet. À, đây là do cách hỏi. Nếu chúng ta hiểu bản chất hỏi thế nào mình cũng có thể suy luận ra được. Đấy nha. Tìm khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp. Theo định nghĩa của khoảng vân thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp hoặc hai vân tối liên tiếp nó chính là khoảng vân. Vậy tức là thực ra người ta hỏi mình cái gì? Y1 bằng bao nhiêu? Đúng không? À, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 4. Vân sáng trung tâm có tọa độ bằng mấy? À, bằng 0. Vân sáng bậc 4, 4 lần Y1. À, như vậy người ta hỏi cái khoảng cách L này bằng trị tuyệt đối x sáng 4 trừ đi x sáng 0. Đấy. Trị tuyệt đối bằng bao nhiêu? Đấy, đấy. Thế thì mình hiểu bản chất rồi thì nó dễ đúng không nào? Áp dụng công thức. Y1 sẽ bằng lambda 1 nhân với D trên A. Thay số vào. À, thì thầy rút ra được là cái Y1 này nó sẽ bằng 0,64 mm. Vậy thì suy ra cái khoảng cách L cái kia nó bằng gì? X sáng 4 à, cộng trừ 4 nhân Y1 trừ đi x sáng 0 trừ đi 0. Vậy cái này bằng 4 lần của Y1, vậy nó là 2,56 mm. Đấy.